Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Lê Khả Phiêu qua đời, dư luận nhắc lại vết nhơ nhượng đất cho tàu cộng. Kể từ tháng 4 năm ngoái khi mà Nguyễn Phú Trọng bị tai biến ở đất Cấm thành Kiên Giang cho tới bây giờ là 16 tháng, người ta chỉ đếm trên đầu ngón tay sự xuất hiện của vị lãnh tụ tối cao của Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam này trước màn hình TV. 16 tháng qua, đất nước trải qua biết bao nhiêu là biến cố, vấn đề chủ quyền bị xâm phạm, bao nhiêu vấn đề nổi trội, bức xúc trong dân chúng, vấn đề sai phạm nghiêm trọng trong ngành tư pháp, đến đất nước đang lâm trọng bệnh bởi đại dịch virus Vũ Hán quay trở lại, làm cho nền kinh tế gần như là kiệt quệ khi mà chính phủ lừa dân nhận hỗ trợ trên TV chưa xong được thứ nhất. Và tới lần này, ngoài vai trò lãnh tụ đảng chính trị là đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng còn đảm nhận trên vai của mình vai trò Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước tốt sẽ luôn đứng bên cạnh nhân dân dù buông một lời vô thượng vô phạt. Nhưng từ ngay khi dịch bệnh, bệnh bùng phát cho tới nay, chẳng thấy bóng dáng của ông ta xuất hiện để động viên nhân dân vượt qua những khó khăn trong cơn đại dịch virus Vũ Hán. Chỉ điểm đó thôi mà ông ta sống như chưa từng tồn tại trên đất nước này. Có hay không với quốc gia không quan trọng, đôi khi sự tồn tại của Nguyễn Phú Trọng là sự thừa thải trong xã hội và tốn kém tiền thuế của nhân dân. Nếu như Lê Khả Phiêu đã từng dâng hết đất đai biên cương, dâng 15.000 cây số vuông vịnh Bắc Bộ thì Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng thua kém bao nhiêu việc mới đây Việt Nam đã trả 1 tỷ đô la cho Repsol của Tây Ban Nha và Mudalala của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhằm thỏa thuận chấm dứt bồi thường cho họ vì Nguyễn Phú Trọng đuổi các doanh nghiệp này ra khỏi vùng chủ quyền hợp pháp của Việt Nam dưới áp lực của Bắc Kinh. Và cũng mới đây thôi dàn khoan nước sâu Noble phải nhổ neo về nước khi chưa kịp chạm mũi khoan xuống đáy biển phòng làn dại một mỏ thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng nằm trong đường lưỡi bò do Trung Quốc yêu sách Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã chối bỏ chủ quyền của Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quan thầy Bắc Kinh khi nhiều nhân sĩ trí thức đòi Việt Nam kiện Trung Quốc như tướng Lê Mã Lương trong vụ bãi tư chính không ủng hộ thì thôi trọng xua quân tuyên giáo hạ nhục tướng lương không thương tiếc trọng còn lên diễn đàn hơn thua với tướng lương là tổng bí thư không yêu nước à trung ương đảng không yêu nước à một kẻ giáo điều hèn hạ tiểu nhân mà lại ngồi vào ghế quyền lực nhất việt nam thì quả thực là tai hại mà thực tế tai hại khi chính ông trọng thúc đẩy cho luật đặc khu thông qua nhưng bất thành bởi sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam yêu nước. Đáng lý ra khi đổ bệnh Nguyễn Phú Trọng nên cảm thấy sức khỏe không tốt thì nên từ chức lui về dưỡng già vì tuổi đã cao. Nhưng không, mỗi lần ông ta xuất hiện nếu không vì công tác nhân sự cũng vì con đường xã hội chủ nghĩa. Một kẻ già lú lẫn nhưng mê quyền lực đến nỗi chẳng đếm xịa gì tới dân Việt Nam. Mặc dù đi đứng phải ngồi xe lăn nhưng những dấu hiệu cho thấy ông ta chưa có dấu hiệu rút lui mà một mặt mở chiến dịch đốt lò rầm rộ để du ngủ một bộ phận nhân dân tin rằng ông ta minh bạch. Nhưng có ai biết rằng những thanh củi ông ta đốt chỉ là những cây gai trong mắt ông ta, chứ tham nhũng thì đệ tử của ông ta có sai phạm rõ như ban ngày mà có ai bị vào lò đâu. Việc Nguyễn Phú Trọng vô liêm sỉ bất chấp trà đạp lên những điều kiện do tự ông ta đặt ra đó là tổng bí thư phải có sức khỏe mà ông cố giữ cái ghế không buông có một lý do duy nhất là Bắc Kinh không muốn ông buông quyền lực vào lúc này vì chưa có ai trung thành vô điều kiện với Bắc Kinh như ông Trọng cộng thêm bản tính là một kẻ tham quyền cố vị nên ông Trọng tự tin mà chiếm trệ trên đỉnh cao quyền lực cứ thế mà chém gió về chủ nghĩa xã hội mặc dù chính ông ta cũng chẳng hiểu chủ nghĩa xã hội là cái quái gì. Một kẻ vô liêm sỉ, vô đạo, tham nhũng quyền lực, bỏ rơi chủ quyền. Trong khi nguyên thủ các quốc gia khác phải thao thức, chạy đồn, chạy đáo, đưa ra phương án chống dịch sao cho hiệu quả. Mấy nước họp nhau tìm cách chống lại sự bành trướng của Trung Cộng. Xong, lại chăm lo đời sống cho nhân dân, chăm họ ổn định. Ông ta bản thân thì tháo chạy trước dịch bệnh mặc kệ cho nhân dân sống chết trong khi đại dịch bệnh vẫn ngồi được trên ghế nguyên thủ quốc gia thì tôi tự hỏi tính người của ông ta để ở đâu. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 8 khi các báo nhà nước đồng loạt đăng tin cựu Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu qua đời, thọ 89 tuổi, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến không thương tiếc mà thay vào đó là một số bình luận chỉ trích gầy gắt. Báo nhà nước nói ông Phiêu qua đời sau một thời gian lầm bệnh. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, trong khi Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cho biết rõ hơn là bị ung thư di căn. Gia đình đưa từ bệnh viện 108 về nhà vào đêm 6 tháng 8 năm 2020. Sau khi ông Phiêu qua đời, những lời ca ngợi ông chỉ được xuất hiện trên báo nhà nước tức là báo Đảng. Còn ở chiều ngược lại trên mạng xã hội nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư tí, cựu thư ký tòa soạn báo tuổi trẻ bình luận, một cựu nguyên thủ quốc gia chết đi nhưng không nhận được một sự tiếc thương nào của công chúng thì phải xem lại đường ăn ở lúc cầm quyền. Và như vậy, ông ta không xứng đáng được làm quốc tang. Cùng thời điểm, Facebooker Phạm Minh Vũ, một người trong giới đấu tranh viết năm 1999 Hiệp ước phân chia biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Lúc đó, Đỗ Mười và Lê Hạp Phiêu Phan Văn Khải đã nhượng cho Trung Quốc cả ải Nam Quan, một nửa thác bản dốc và 15.000 cây số vuông dọc biên giới Việt-Trung. Cũng sang tháng 12 năm 2020, lại là bộ ba quyền lực đó đã cắt 15.000 cây số vuông vịnh Bắc Bộ bán cho Trung Quốc ở hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, người ta sẽ nhớ công lao với Đảng Việt cũng như Trung cộng của Lê Khả Phiêu chắc chỉ từng đó một kẻ phạt quốc bán nước thế thôi. Liên quan đến cáo buộc này trong chương 20 sách biển thắng cuộc nhà báo Huy Đức là một vị tướng quân đội mới bắt đầu làm chính trị ông Lê Khả Phiêu đã không tránh khỏi những ứng xử thiếu kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo cơ mưu của Bắc Kinh. Những quyết định đưa ra trong nhiệm kỳ của ông đã từng bị chỉ trích cả xã, cả trong nội bộ và trên dư luận xã hội, nhất là đối với những quyết định gay go để kết thúc đàm phán hiệp định biên giới Việt Nam Trung Quốc. Nhưng trên nhiều phương diện, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ là người thừa kế những chính sách được thiết lập từ thời thành đô. Thưa quý vị và các bạn, ông Huy Đức còn viết thêm rằng việc hoạch định biên giới cụ thể là phân chia 227 km vuông nằm trong 164 khu vực có tranh chấp hoặc có nhận thức khác nhau về hướng đi của đường biên giới, gọi là khu vực C được quyết định trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Thủ tướng Phan Văn Khải. Tương nhượng là điều không thể tránh khỏi trong các cuộc đàm phán, nhưng tương nhượng ở hữu nghị quan, thác bản dốc, những nơi mà từ xa xưa các nhà nước Việt Nam đều khẳng định chủ quyền và trong tiềm thức của nhân dân đã trở thành một phần lãnh thổ thiêng liêng quả là những quyết định khó phần công tội. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo kỳ cựu này cũng đã tiết lộ chuyện hậu trường của hội nghị Bộ Chính trị ngày 5 tháng Giêng năm 2001, kết luận việc ông Lê Khả Phiêu vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể và rằng sau hội nghị trung ương 11, các vị cố vấn đặc biệt là tướng Lê Đức Anh cử người gặp các cán bộ lão thành thông báo những thông tin liên quan đến các sai phạm của ông Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu. Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận không đề nghị kỷ luật Lê Khả Phiêu và ông Phạm Thành Ngân nhưng không để tái cử trong nhiệm kỳ 9. Bộ Chính trị họp nói thẳng ông Lê Khả Phiêu phải rút khỏi ban chấp hành trung ương có ý kiến đòi phải kỷ luật ông Phiêu trước khi cho nghị. Theo sách Bên Thắng Cuộc Với công chúng nói chung, chắc nếu như ai nhắc đến Lê Khả Phiêu, người ta lại nhớ đến những hình ảnh trong bài thăm nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đăng trên BBC Việt ngữ hồi tháng riêng năm 2009, gây xôn xao dư luận. Thời điểm đó, cơ quan truyền thông Anh Quốc này nói rằng ảnh chụp tự tư dinh của ông Phiêu vào ngày mùng 1 Tết Kỷ Sửu do bạn đọc ẩn danh gửi tới. Các tấm ảnh cho thấy dinh thự nguy nga của ông Lê Khả Phiêu tọa lạc ở đường Lý Nam Đế, thành phố Hà Nội. Trong nhà có bộ ngà voi to đặt trước tấm ảnh chân dung cỡ lớn của ông. Ngoài ra là tượng bán thân của ông, chống đồng tượng Phật và một vườn rau sạch. Chi tiết này được một số blogger nhắc lại khi ông qua đời. Với câu hỏi, nhà ông ấy có vườn rau sạch mà sao vẫn bị ung thư? Theo thông lệ, ông Phiêu là hàng tứ trụ nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức quốc tang cho ông trong những ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, báo chí đồng loạt loan tin ông Lê Phạm Hạ Phiêu Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sinh năm 1000. Xin lỗi các bạn, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2001 vừa qua đời vào lúc 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 vừa qua sau nhiều năm bị bệnh nặng. Lãnh đạo tốt của một quốc gia để lại di sản cho đất nước nhưng lãnh đạo xấu thì để lại di hại muôn đời. Vậy ngoài tội làm lãnh đạo của một thể chế độc tài đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc ông Phiêu còn có những thành tích bán nước nào? Đáng lưu ý. Hãy cùng xét lại cuộc đời chính trị của ông. Ông Lê Khả Phiêu sinh năm 1931 tại Thanh Hóa, xuất thân là một quân nhân với cấp bậc sau cùng là thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7 vào tháng 6 năm 1991, ông Lê Khả Phiêu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, tức là đến 60 tuổi mới vào được Trung ương cho thấy là sự nghiệp chính trị của ông Lê Khả Phiêu tiến khá chậm. Tại đại hội này, ông Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí Thư, Lê Đức Anh làm Chủ tịch nước, Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng, Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 12 năm 1993, trong hội nghị trung ương 6, ông Lê Khả Phiêu, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự xung đột gây gắt trong thượng tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận và nối lại quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ tháng 7 năm 1995. Nói cách khác, việc đi theo quỹ đạo Trung Cộng từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 cùng nhu cầu mở cửa kinh tế với Hoa Kỳ đã khiến cho Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam xung đột gây gắt về hướng đi và những vấn đề lý luận liên quan đến quái thai kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Lúc này thượng tầng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chia làm hai khuynh hướng. Khuynh hướng bảo thủ, tức là tiếp tục siết chặt chính trị theo đường lối của Đặng Tiểu Bình. Đứng đầu là Đỗ Mười và Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu. Khuynh hướng cải tổ chính trị, đứng đầu là Võ Văn Kiệt với hậu thuẫn của ông Nguyễn Cơ Thạch. Chủ trương tách rời bộ máy đảng ra khỏi bộ máy nhà nước và nhất là nâng cao vai trò tư doanh thu hẹp các hoạt động của quốc danh. Cùng cách ứng xử của hai khuynh hướng này là tranh cãi quanh vấn đề trạch hướng xã hội chủ nghĩa nhưng lại không có ai đưa ra một định hướng, định nghĩa rõ ràng thế nào là trạch hướng. Tháng 8 năm 1995, ông Võ Văn Kiệt đã soạn một tài liệu gọi là tối mật gửi Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày một số nhu cầu cải tổ mà cụ thể là xây dựng nhà nước pháp quyền chấm dứt thời kỳ chi phối của Đảng trong bộ máy hành chính và kinh tế. Đối lại, Đỗ Mười cho phổ biến bản dự thảo báo cáo chính trị vào tháng 11 năm 1995 để chuẩn bị cho đại hội 8 dự trù diễn ra vào cuối tháng 6 năm 1996 với khẳng định rằng kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo nền kinh tế và giữ vững nguyên tắc dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời, Đỗ Mười và Lê Đức Anh đã khuyến dụ Võ Văn Kiệt cùng rút lui để nhường lại bộ ba Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải. Trước sự trùng đột gây gắt về đường lối, tại đại hội 8, năm 1996 đã diễn ra trong một bối cảnh rất căng thẳng, bất phần thắng bại nên cuối cùng đại hội vẫn tiếp tục lưu nhiệm bộ ba đỗ 10 Lê Đức Anh và Phó Văn Kiệt. Ông Lê Khả Phiêu được tiếp tục bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị. Tại đại hội này, Ban Bí thư đã bị bãi bỏ thay bằng thường trực Bộ Chính trị áp dụng theo mô hình lãnh đạo của Trung Cộng. 5 người được bầu vào thường vụ Bộ Chính trị gồm có Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu và Nguyễn Tân Dũng, trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông Phiêu được bầu làm thường trực Bộ Chính trị thay mặt Tổng Bí thư Đảng khi cần. Có thể nói là từ đại hội 8, ông Phiêu có một vị trí đặc biệt để xây dựng quyền lực ở trong đảng và quân đội. Qua sự vận động ngầm ở bên trong phe cánh bảo thủ thần Trung cộng, tại đại hội Đại hội nghị Trung ương 4 vào tháng 12 năm 1997, Đỗ Mười tuyên bố bàn giao chức vụ Tổng Bí thư cho Lê Khả Phiêu và bộ ba Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt rút ra khỏi bộ chính trị nhưng giữ vai trò Thái Thượng Hoàng, tức cố vấn tối cao của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Trong vai trò là cố vấn bộ ba Thái Thượng Hoàng có thể tham gia mọi cuộc họp của Đảng. Ông Lê Khả Phiêu lên làm Tổng Bí thư không do đại hội bầu ra mà do đỗ mười chuyển quyền nên tư thế lãnh đạo của ông lê khả phiêu không mạnh và luôn luôn bị bộ ba mười anh kiệt khuỳnh loạn trong bối cảnh đó lê khả phiêu đã một mặt vận động trung ương đảng bãi bỏ cơ chế cố vấn tối cao để loại bỏ sự chi phối quá đáng của bộ ba thái thượng hoàng trong ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam mặt khác lê khả phiêu đã tìm chỗ dựa bắc kinh như cái phao an toàn chống lại bộ ba 10 anh Kiện. Ngày 25 tháng 2 năm 1999, Lê Khả Phiêu chính thức viếng thăm Trung Quốc theo lời mời của Giang Trạch Dân. Và đây là thời điểm ra đời cái gọi là quan hệ hữu nghị 16 vàng 4 tốt mà Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xướng. Trong chuyến đi này, Lê Khả Phiêu đã cam kết với Bắc Kinh là chỉ thị Bộ Ngoại giao xúc tiến việc ký kết hai văn kiện Thứ nhất là Hiệp định về biên giới trên bộ ký ngày 30 tháng 12 năm 1999 và thứ hai là Hiệp ước phân định Vịnh Bắc Bộ ký ngày 25 tháng 12 năm 2000 vốn bị đồng lạnh từ năm 1995. Qua Hiệp định về biên giới, Việt Nam vĩnh viễn mất thác bản dốc ải Nam Quan và một số diện tích đất ở biên giới từ đó đến bây giờ. Cũng như qua Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ theo nhà nghiên cứu Dương Danh Huy phân tích thì Việt Nam đã sai lầm trong việc sử dụng các bản đồ theo Công ước Pháp Thanh năm 1887 đầy sai trái nên đã nhượng cho Trung Quốc quá nhiều đảo và mặt biển khiến cho nước ta bị thiệt hại rất nhiều. Việc Lê cho ký hai văn kiện này đã trở thành bi kịch lớn cho cá nhân của ông khi bộ ba 10 Anh Kiệt đã dùng nó để triệt hạ chức Tổng Bí Thư của Lê Khả Phiêu trong hội đảng lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 4 năm 2020, 2001. Nhằm trả thù việc Lê Khả Phiêu đòi giải tán bàn cố vấn của bộ ba này đối với ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Để cứu ông Lê Khả Phiêu khỏi cuộc tranh chấp nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vào lúc này, Trung Quốc Trung Quốc đã cử ông Hồ Cẩm Đào đang là phó chủ tịch nước và là người chuẩn bị thay thế Giang Trạch Dân vào mùa thu năm 2002 sang viếng thăm và dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 hầu vận động cho Lê Khả Phiêu nhưng vẫn thất bại. Ông Nông Đức Mạnh lúc đó đang là chủ tịch quốc hội đã được đưa lên làm tổng bí thư thay thế cho Lê Khả Phiêu như là trái độn để cho bộ ba Thái Thượng Hoàng tiếp tục khuynh loát nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng diễn biến chính trị nói trên cho thấy cuộc đời hoạn lộ của Lê Khả Phiêu khá vất vả. Tiến thần vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp khá trễ ở độ tuổi 60 và nhất là giữ ghế Tổng Bí Thư Đảng không qua nổi một đại hội đảng chính thức mà là do sự nhượng quyền của đàn anh Đỗ Mười. Chính vì thế mà 3 năm ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí Thư trong thực tế chỉ là con chốt cho bộ ba Thái Thượng Hoàng 10 anh Kiệt dùng khả năng của đàn em trong bộ tứ Lê Cả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Phạm Thế Duyệt để đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của Trung Quốc. Tội của Lê Cả Phiêu là đã cùng với hai đàn anh cáo già là Đỗ Mười Lê Đức Anh cho phép Bộ người giao ký với Trung Cộng nhượng thác bản dốc Ải Nam Quan và một số lãnh hải thuộc Vịnh Bắc Bộ để đổi lấy cái gọi là tình hữu nghị 16 vàng Bốn tốt. Nhưng sự nghiệp tay sai của Phil không thể kéo dài lâu, chỉ non 3 năm sau đã nhượng xong đất biên giới và biển cho Bắc Kinh. Bộ bà 10 anh Kiệt không muốn dùng nữa nên mới bị kéo xuống để đưa nông đức mạnh lên bù nhìn thay thế. Tóm lại, trong giai đoạn 1998 đến năm 2006, thời kỳ Lê Khả Phiêu và Nô Đức Mạnh làm tổng bí thư quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh được đánh giá là khá nồng ấm. Theo đúng nghĩa, môi hở rằng lạnh, Hai phía đã ký tuyên bố chung Việt Trung vào năm 2000, làm nền tảng cho các mối quan hệ và phát triển quan hệ chính trị chủ yếu giữa các cấp bộ ngành, các địa phương của hai đảng, hai nước với nhau. Đặc biệt là phía Trung Quốc đã mời rất nhiều phái đoàn cấp địa phương của Cộng sản Việt Nam viếng thăm các tỉnh của Trung Quốc. Chiêu đãi này để tạo ảnh hưởng tâm lý lên cán bộ hạ tầng Cộng sản Việt Nam và chính những người này đã là những nhân tố tuyên truyền tốt cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc kéo dài cho đến ngày hôm nay. Sau khi mất ghế Tổng Bí Thư vào năm 2001, Lê Khả Phiêu lui về ở ẩn và ít xuất hiện công khai. Ông Lê Khả Phiêu cũng không in sách để đời như các Tổng Bí Thư khác. Chắc hẳn, ông Phiêu đã nhìn thấy con đường chính trị làm tay sai cho con thầy, cho đàn anh rốt cuộc đã trực tiếp hứng chịu tội bản nước qua việc ký hai văn Bản và Hiệp định Biên giới 1999 và Phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000. Di sản bán nước của Lê Cả Phiêu nói riêng và Tập đoàn Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nói chung đã tạo ra những di hại kéo dài và có thể miên viễn cho đất nước. Dù ông Phiêu đã chết nhưng tội này không thể xóa. Thưa quý vị và các bạn, Lê Cả Phiêu chống tham nhũng và sai lầm chính trị của ông ta. Lê Khả Phiêu, cựu lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đời, là người tâm huyết chống tham nhũng nhưng đã sai phạm, mắc phải những sai lầm khiến cho sự nghiệp chính trị bị đứt gãy giữa đường. Một nhân vật sống trong lòng chế độ sau trở thành bất đồng chính kiến, nói với đài VOA. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2001. Toàn bộ sự nghiệp của ông trước khi lên đến vị trí tối cao là trong quân đội với quân hàm thượng tướng, chức vụ chủ nhiệm tổng cục chính trị ông qua đời vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, thọ 89 tuổi. Khác với đời tổng bí thư khác, ông Phiêu không được bầu vào một kỳ đại hội đảng mà lại mà tại một hội nghị trung ương Tại đại hội 9 hồi năm 2001, ông phải ra đi đột ngột sau chưa đầy một nhiệm kỳ, được thay thế bằng ông Nông Đức Mạnh, Mạnh Mượt. Khi đó ông bị loại hẳn ra khỏi ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và về ẩn. Ông phiêu lên làm lãnh đạo lúc Việt Nam vừa bước vào giai đoạn phát triển sôi động thời hậu chiến sau khi đã bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc vào năm 1990 và với Mỹ năm 1995. Ông là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp một tổng thống Mỹ, khi đó là ông Bill Clinton, đến thăm Việt Nam hồi năm 2000. Nhiệm kỳ của ông Phiêu được đánh giá bằng công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng rầm rộ kể từ khi sau khi về hưu, ông thường xuất hiện trên báo chí để nói về các vấn đề của đất nước. Tiến sĩ luật Huy Hà Vũ, một nhà bất đồng chứng kiến đang được biết tiếng của Việt Nam hiện đang lưu vong tại Mỹ, nhận định cuộc đời binh nghiệp của ông Phiêu đã để lại dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp chính trị của ông sau này. Ông Lê Khả Phiêu không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, mà là người lính có kinh nghiệm trên chiến trường, Ông Vũ nói và nhắc đến ông Phil trải qua nhiều chiến trường, trong đó có chiến trường Campuchia với tư cách là phó tư lệnh phụ trách chính trị đã đóng góp lớn trong việc tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ, cộng sản Khmer Campuchia. Chính vì là một người lính nên cho dù sau này trở thành lãnh đạo tối cao, chất lính đó đã thấm sâu vào phong cách lãnh đạo của Phil như lời của luật sư Vũ nhận xét. Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là người gần gũi, giản dị trong cách sống, tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là với chiến sĩ hay bình dân, ông đều có cách cư xử rất xê xoa. Trong phong cách xưng hô với tôi, ông chỉ toàn gọi mình với Vũ, với các lãnh đạo khác gọi là đồng chí hay anh với tôi. Ông Vũ người từng gặp, ông Lê Khả Phiêu dẫn chứng. Cũng theo lời nhà bất đồng chính kiến này, chất lính của ông Lê Khả Phiêu có lập trường không lay chuyển về chế độ Cộng sản Việt Nam. Cuộc đời ông chủ yếu là sông pha trận mạc. Ông thấy được sự sống và cái chết gần nhau như thế nào. Ông luôn mong đất nước được hòa bình và tin rằng Đảng Cộng sản có thể đưa Việt Nam đến một xã hội tốt đẹp. Nhưng cũng vì chất lính đó mà ông không có đủ sự lãnh đạo lão luyện về chính trị khi lên làm Tổng bí thư. Ông Vũ nói theo ông thì dấu ấn đậm nét nhất của Lê Khả Phiêu khi làm Tổng Bí Thư là quyết tâm chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng. Ông thấy xã hội Việt Nam cần được xây dựng không có tham nhũng hoặc càng ít tham nhũng thì càng tốt, ông Vũ nói. Ông thuật lại lời của Lê Phả Khiêu chia sẻ với ông cách đấy mười mấy năm rằng ở Việt Nam hiện giờ tham nhũng là một hệ thống có nhiều dây mơ dễ má từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên ông ấy nhất trí với tôi rằng việt nam cần xây dựng một bộ máy độc lập về tư pháp để chống tham nhũng ông vũ cho biết kết quả cụ thể là của công cuộc chỉnh đốn đảng trong nhiệm kỳ của ông lê cả phiêu là đặt nền móng cho công cuộc chống tham nhũng của việt nam mà hiện nay tổng bí thư đương nhiệm nguyễn phú trọng đang tiếp tục ông vũ nhận định tuy nhiên ông vũ thừa nhận kết quả này rất khiêm tốn vì ông phiêu chưa làm được gì nhiều thì đã bị phế chuất khỏi chiếc ghế quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Suốt ngày, ông ấy phải lo chống lại sự chống đối của hai vị cố vấn Đỗ Mười và Lê Đức Anh thì còn có thời gian đâu để mà mài sắc các nghiên cứu một cách có khoa học, có bài bản để chống tham nhũng, ông Vũ nói. Cho nên ý đồ chống tham nhũng của ông Lê Cả Phiêu thất bại trước khi đường lối bộ máy chống tham nhũng của ông được hình thành. Dưới thời của ông Lê Cả Phiêu vốn quê là Thành Hóa, các quan chức thường xuyên miệng câu Hòa Thành Quế tức quê Thanh Hóa như là một căn cước chính trị quan trọng để tiến thân. Theo ông Vũ, chủ nghĩa cục bộ địa phương của ông Phiêu, tức là chỉ cất nhắc người cùng quê là một sai lầm nghiêm trọng khiến cho ông phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Những người ông tin cậy chủ yếu là người Thanh Hóa, người cùng quê với ông đã nắm những chức vụ quan trọng, ông Vũ nói. Ông đơn cử các trường hợp quê Thanh Hóa như của Lê Cả Phiêu cân nhắc như Phạm Quang Nghị sau là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, Tô Huy Dứa sau là trưởng ban tổ chức trung ương. Nguyễn Di Niên dù đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn nằm trong bộ chính trị vẫn được Lê Cả Phiêu giữ lại cho làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Ông chỉ ra kế hoạch chống tham nhũng của Lê Cả Phiêu bị phá sản ngay từ đầu khi đưa vào bộ sậu của mình những người cùng quê mà không diệt trừ mầm móng tham nhũng trong những con người đó điều đó cũng thể hiện lê khả phiêu không có đủ năng lực chính trị để tạo ra một bộ máy những người có thể thực hiện chính sách của ông ông vũ phân tích chính sai lầm quê thanh hóa này của ông lê khả phiêu đã bị đỗ mười và lê đức anh lúc đó là cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nắm lấy để vận động hạ bệ ông phiêu ông vũ cho biết ông lê đức anh nguyên là tư lệnh quân đội nhân dân việt nam Chiến trường Campuchia và ông Lê Cả Phiêu là cấp phó. Chính ông Lê Đức Anh là người đã đỡ đầu cho Lê Cả Phiêu lên làm tổng bí thư với sự đồng ý của tổng bí thư sóc mãn nhiệm, khi đó là ông Đỗ Mười. Tuy nhiên, khi lên làm tổng bí thư, ông Lê Cả Phiêu đã ký luôn một văn bản không để hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh sử dụng quyền cố vấn để có ý kiến này nọ về công tác của đảng và thành lập một cơ quan tình báo quân đội để theo dõi hai vị cố vấn khiến cho hai ông này tiến hành một cuộc vận động rầm rộ từ Bắc đến Nam để không cho Lê Cả Phiêu ở lại làm Tổng Bí Thư tại Đại hội 9 năm 2001, vẫn theo lời của Cù Củ Huy Hòa Vũ. Với sự vận động đó, đa số đã không tán đồng việc ông Lê Cả Phiêu tiếp tục làm Tổng Bí Thư nhiệm kỳ 9. Tuy nhiên, ông Vũ nói chưa chắc là đảng bất bình với ông Phiêu mà các đảng bộ địa phương mang tính cơ hội. Thấy lực lượng chính trị nào ở trung ương mạnh thì họ ngạ theo để tiếp tục giữ vị trí của mình. Theo một nghĩa nào đó thì ông Lê Cả Phiêu đã quá vội vã trong việc gây ảnh hưởng của các ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh là những người đã đưa Lê Cả Phiêu vào vị trí Tổng Bí Thư. Ông Vũ nhận xét và cho rằng đây là sự non nớt chính trị của ông Lê Khả Phiêu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.